Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin chia sẻ với các bạn về con robot phiên bản V2. Con này bây giờ mình nâng cấp lên một chút là điều khiển bằng Bluetooth qua một cái module kit Arduino Uno R3, sẽ đưa tín hiệu vào L298 để điều khiển con xe này tiến lùi ra trái ra phải. Để hoạt động được thì mình cần một cái module Bluetooth HC05. Tiếp đến là kit Arduino R3, một module L298, V3 và động cơ. Ở đây là pin. Pin này pin Ultrafine loại 4008, 3,7V một viên. 3 viên này mà đầy thì mỗi viên đầy tầm 4,2V, thì nó tầm hơn 12V gì đấy. Ok, đây mình sẽ cấp 12V vào L298. Ở trên L298 là có 7805, hạ áp xuống 5V, nên là mình có thể cấp được 12V vào cái chân VPP nhé. Còn một chân 5V đầu ra của L298 thì mình sẽ câu vào cái con Uno để nó nuôi con Uno, đồng thời nuôi luôn con HC05. Đây mình này chờ hai cái dây của đầu vào đi rồi, mình đấu rồi. Dương nó với dương nhé, chú ý chập nhé. Âm ok rồi, mình cấp nguồn này, đèn Bluetooth sẽ nháy này. Ok, tiếp đến là mình cần sử dụng một cái phần mềm trên Android. Ở đây mình đây phần mềm Bluetooth đây, RC, các bạn vào Google Play đánh Bluetooth. Đây. Đây. Bluetooth này. RC. Đây. Nó đây nhá. Đấy. Thì mình đã đào về rồi. Đào về rồi. Đây. Bây giờ mình khi mà chưa kết nối này, các bạn nhìn này, thì đèn sẽ nháy rất là nhanh. Mình sẽ bật Bluetooth lên. Ok, vào phần cài đặt connect. Ở đây nó sẽ hiện lên cái ID của cái con này, mình connect đèn đấy, đèn bắt đầu nháy chậm khi mà đã connect thành công. Cái đèn báo ở đây nó nháy xanh rồi. Ok, bây giờ mình điều khiển thôi. Rồi, như này. Ở đây mình đang có chỉnh tốc độ này, các bạn chú ý này. Đấy, tại vì lúc nãy mình để là min nên là đấy, không đủ tốc độ. 12V nhé. Max luôn. Đấy. Tiến. Mình cho nó đi thẳng theo bên gạch luôn. Đấy. Rất là hay. Khoảng cách của Bluetooth truyền thì các bạn biết khoảng tầm 10m thì vẫn có thể truyền được. Rồi cho nó đi đúng bằng mình gạch luôn. Quay. Ở đây mình còn tăng giảm được tốc độ nhé. Ví dụ này, pin
Hôm nay mà làm đồ chơi cho nhà em thì rất là thích. Xoay vòng tròn này. Đây. Biết hả? Để trái. Rồi. Hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn về cái con robot mà điều khiển Tesla bằng Bluetooth. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.